Mến chào các bạn đã trở về với cộng đồng Giọng Nói Chữa Lành. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn thông điệp có tựa đề Từ Niệm Trong Tâm. Thương mời đại chúng lắng nghe, cùng chiêm nghiệm và rút ra bài học trân quý cho mình nhé. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu nói rằng: Này con, có một hành trang giúp con thanh thản đi qua những ngày giông bão của kiếp người, đó là từ tâm. Ta thương được mấy ai, thương được mình mấy khi cuộc sống vì danh sắc, tiền tài, quyền lực cuốn theo, chạy theo thứ gọi là hạnh phúc bên ngoài đó, rồi đem về kê gối, nằm tay, có thể nhắm mắt ngủ ngon không? Sống trong gấm vóc, lụa là, hay mái tranh dột nước, ai cũng đều bình đẳng với nỗi khổ như nhau. Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Ai cũng từng ít nhiều dăm ba hay nhiều lần phiền não. Tấm thân này gánh vác cho người khác được tiền tài, quyền thế, nhưng cũng không ai gánh nổi vụn vỡ bên trong mỗi người ngoài chính mình. Thương người được bao nhiêu lần cũng chẳng ai thương được mình ngoài chính mình. Rồi ta thương người được bao nhiêu, năm ba hôm lại cạn tình thương, chẳng thương nổi được những rối ren của người. Thương mình được bao nhiêu, được năm ba thời lại đã cạn tình thương, chẳng thể tích cực nổi, chẳng thể cố gắng nổi, rồi lại cứ quay về than khóc với tâm mình, rồi thả trôi cảm xúc của mình theo những buồn nản, tiêu cực, mong cầu. Thương được người đã khó, nhưng thương được mình càng khó hơn. Rồi mỗi ngày bao nhiêu những người khách không mời mà đến, nào là tham cầu, danh sắc, sân si, đố kỵ, làm sao nhãn tâm mình khó lòng mà vững chãi cho được. Từ niệm trong tâm, tình thương mà ta dành cho mình và cho người, giữ lấy từ niệm trong tâm, đem lòng từ để thương, đem lòng bi để chuyển hóa khổ đau. Thương người khó lắm, thương mình càng khó hơn. Thương được người bao nhiêu, về thương mình bấy nhiêu. Đừng dằn vặt, tàn hoại, trói buộc mình vào những xiềng xích của cảm xúc tự trách, của tiêu cực, để sát thương chính mình. Ai cũng đáng thương và cần tình thương, ngay cả chính mình. Tấm thân và tâm hồn này chưa thương nổi, nào ta có thể thương được ai? Hy sinh cho ai, rồi ai hy sinh cho mình? Tình thương cần có trí tuệ, từ bi cũng cần có trí tuệ. Cuối cùng vẫn là từ tâm là hành trang đưa ta đi qua bao giông bão của cuộc đời. Như lời của sư ông Thích Nhất Hạnh đã từng nói: Mến thương, nguyện người mãi an. Tác giả: Từ An.